cho bà ơi, bà nội cha đường ta chạy xe mà để cái cầu có ghét không? Công an, công an, công an. Kinh, kinh qua, kinh qua, kinh qua, kinh qua. Kinh qua cái cầu qua luôn hả? Không, mình kinh chạy xe cái cầu cho mình kinh nữa. Thành tàu lao thì gọi lên xe, lên xe. Lại lại, trễ giờ rồi. Bảy ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Xuống, 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 ghê quá. Xe này điện mà sao hình như điện ba thang chạy ghê thiệt. Được chưa? Giờ đi. Có tiền nào ta ủi vô, ủi vô đèn led rồi thấy mẹ luôn rồi. Rồi, 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 dừng, dừng, dừng lại. Rồi, rồi, rồi. Dạ, khỏe quá. Chú chạy ghê quá chú ơi. Hả? Chú mới biết chạy xe hay gì chứ? Có nhiều điện nó chạy nhiều mà. Trời ơi. Bồ câu này bắt gì nấu cháo đồ xanh ăn chơi mày. Sao mà mình hẹn con Út hoài vậy? Con hẹn ba con á, ông khó quá. Chú Bảy, dạ. Bây giờ chú cố gắng giúp giùm con. Giúp gì? Giúp giùm con là nói với ông già con tiếng. Ông già mày tao nói một tiếng đồng hồ ông còn chưa nghe chứ một tiếng. Cha già mày là khó ư á. Ông cấm đón con quà bé Út hoài à. Tao biết rồi, bởi vì tao nói mày, ông chê con Út là nhà nghèo không có môn đăng hộ đối á. Ông cứ nghĩ tiền bạc là tất cả. Thấy không? Đúng rồi. Nhưng mà tiền bạc không phải là tất cả. Đúng rồi. Nhưng mà không có tiền là không có tất cả. Là sao? Đó là không có tiền là không được mẹ gì hết á. Ờ. Nhưng thôi tao biết mày, tao biết mày là mày lì đó, mày có nghe lời ông đâu. Dạ. Đúng không? Bằng chứng là tại vì mày, ổng chửi mày không được quen con Út mà mày vẫn quen. Đúng rồi. Đó mày có nghe lời đâu. Con nhưng mà cái đó không được, con quen Út lâu lắm rồi. Hả? Con quen Út lâu lắm rồi, bây giờ nhờ chú nè. Chú giúp giùm con đi. Rồi giúp sao? Dạ, chú nói vô đi con đi. Dạ. Hôm nay con hẹn Út ở đây nè, con hẹn Út đây nè. Mà chắc giờ cũng mấy giờ rồi chú? Mày hẹn Út đây hả? Hẹn đây nè. Có thấy con Út còn 9 con 10 gì đâu? Không, tới giờ rồi nhưng mà phải có âm hiệu đúng không? À? Phải có âm hiệu. Ám hiệu hả? Âm hiệu mới nè. Ờ, mày ám hiệu, ám khí gì thì ám đi. Cúc cu, cúc cu. À, cái gì, cái gì? À, cái bài hát á hả? Không, âm hiệu, âm hiệu. À, cúc cu chim dừng ca trong nắng. À biết rồi, làm lại coi. Cúc cu khi nào con cu tới. Chim cu bậy quá. Chim cu dễ thương mày. Hả? Đó ám hiệu con mà. Ám hiệu con phải coi bài hát. À đó. Gặp nhau là phải có password vậy đó hả? Ám hiệu password đâu. À passport. Ờ. À, ám hiệu. Thì ám hiệu như password trên mạng vậy mà. Chú biết mạng nữa hả? Trời ơi, tao chơi Facebook mười ba mấy năm rồi. Trời ơi, tao chơi Facebook ba mấy năm luôn hả? Tao chơi Facebook ba mươi mấy năm rồi. Facebook nó có mười mấy năm mà chú làm gì ba mấy năm? À, tao đi trước thời đại. Gì cũng nói được chân. Bữa tao lên Facebook tao gặp bạn mày mày. Bạn có luôn. Thằng gì mà đầu đinh tóc vàng á? Đầu đinh tóc vàng. Thằng đầu đinh tóc vàng nó tên là Lời Nguyền á. Lời Nguyền, đầu đinh tóc vàng. Mặt nó rổ rổ. Mặt rổ rổ. Hả? Nó là Lợi Nguyễn. Nó tên gì? Lợi Nguyễn. Lợi Nguyễn mà ờ à, không có dấu tao tưởng Lời Nguyền. Facebook vợ tên gì ghê quá ha. Giờ chú xài Facebook không? Có, tao chơi Facebook lâu rồi, nickname dễ thương. Nickname gì chú? Bật nắp quan tài tìm em trong vô vọng. Cái nickname gì dài vậy? Dài gì, cái đó là mới đây, hồi xưa dài hơn nữa. Hồi xưa là gì nữa? Hồi xưa là ta để cái tên dài lắm. Cái tao gửi lên cái Facebook nói đổi đi bạn. À, mà chú để tên gì? Mà nó nói tiếng Anh á, tao dịch tiếng Việt cho mày dễ hiểu á. Cái xong cái tao đổi lại, cái đó nói được đó bạn. Chú tên dài lắm. Tên gì mà dài? Bật nắp quan tài tìm em trong vô vọng, không gặp em gặp má em. Tại con nhỏ bồ tới bá nó chết giờ. Chú giỡn con hả? Ê con ghẹ mà sao lâu tới mày, tao còn tùm lum chuyện, tao có đưa đò cho mày hoài vậy? Tao là người làm của ba mày mà. Tao không có mặt ở nhà ông chửi chết. Đâu rồi, sao Út lâu quá rồi ta? Chúng mình đều là Út cưng, 1, 2, 3, 4 Út cưng. Cúc cu, cúc cu. Anh Dương. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió yêu yêu lòng bỗng nghe lạnh em. Đợi một giây nghe bằng thế kỷ sau, em mới yêu lần đầu mà anh đã yêu lần sau. Ôi dẹp mẹ cái đầu đi. Bà nội cha ta đứng như chó trực xương vậy. Quên tao tàn hình ra cái hẹn hẹn. Quên quên. Chú Bảy, bà gái con Út á. Út à? Dạ.
À, dạ. Biết Út mà. Ê, chú Bảy, chú Bảy Lành. Dạ con chào chú Bảy Lành. Bảy Lành là hồi xưa mày ơi. Bây giờ đổi tên rồi. Tên gì vậy chú? Bảy Đò à. Chú giỡn hoài, đò đâu đò. Thì ba mày sáu ghe, tao chặt với ổng, tao đặt tao Bảy Đò. Ba con sáu ghe là do ổng nóng ghe, muốn nghe sáu ghe. Ba mày là tên sáu ghe tại có chữ nóng ghe hả? Ừ. Tàu lao. Ba mày không phải tên sáu ghe, thực ra tên chính xác ổng là sáu ghẻ. Mà tại vì hồi lúc mà làm cái bản hiệu á, trưởng đóng tàu sáu ghẻ, mà nó ghi là trưởng đóng tàu sáu ghe, xong mới tới chữ ghẻ là nó hết sơn rồi. Phải không? Nó thành là sáu ghe, chứ ổng là sáu ghẻ, mày không thấy cái mặt ổng hả? Hồi xưa ổng bị ghẻ dữ lắm, trông gãi với cái mặt ổng, giờ nổ nguyên cục thù lùn ở đây. Ghẻ lòi. Ba con không biết, nó một rùi không? Một rùi cái cù lôi. Cái là cục ghẻ của ổng đó. Phải không? Ờ, ổng là sáu ghẻ chứ ghe, ông nội tao chứ ghe. Thôi bây giờ nói chú nè. Nha. Ghe ghẻ không biết. Nha. Chú giúp con. Bây giờ ba con không hay rình tụi con. Ông già mày hay rình mày lắm hả? Đi rình hai đứa nhỏ, hai đứa hoài à. Ờ, rồi giờ sao? Tao làm gì? Bây giờ chú. Tao rình lại ông hả? Chú ra ngoài chú rình lại ông đi. À, ra ngoài canh me cho hai bay tụi tay tí hả? Dạ, dạ. Khó khăn lắm tụi con mới gặp nhau á chú. Gặp nhau chú. Ờ. Rồi chú ra ngoài đi, khi nào mà chú thấy ba con chú ám hiệu đi. Con ám hiệu không? Rồi ám hiệu vô mấy cái Bảy Đò tao chạy vô. Đò là vô phải không? Đò là vô, tao có tên rồi, tao đổi tên Bảy Đò rồi, my nickname. Rồi. Chú đi đâu hãy cẩn thận nha. Rồi, tới nhớ cẩn tranh thủ nha, ở ngoài kia mình buồn bị buồn hiểu buồn hiu nha mày. Dạ dạ, cảm ơn chú. Út. Ê nói nghe nè. Ba mày khó lắm, tranh thủ thời gian. Dạ con biết rồi, cảm ơn chú. Út ơi. Ê khoan. Tao nhắc lại, tranh thủ thời gian, ba mày khó lắm. Dạ dạ, cảm ơn chú. Anh Dương. Ê. Cái gì nữa? Ba mày khó lắm, tranh thủ thời gian phải không? Đúng vậy. Mà ông này ghê, rảnh ghê. Cái kiếp này tới phục vụ cha và phục vụ con. Anh Dương. Út em. Anh Dương. Út ơi, anh nhớ em nhiều lắm. Cái gì em? Em bị sập ổ gà. Trời ơi. Anh có nhớ em không? Ây dạ. Ủa, anh bị gì vậy? Châu. Ai biểu anh mặc áo đỏ ra đường gì? Khoai màu đỏ lắm. Anh Dương ơi. Ơi. Anh đang làm gì đó? Anh đang chạy đến em đây. Anh chạy vậy anh có mệt không? Mệt lắm. Vậy mình đi bình thường nha anh. Quyết định vậy đi. Mệt quá. Nè. Sao? Anh nói em nghe. Nhớ lắm á. Nhớ không? Em lắm. Nhớ gì thiệt. Không? Nhớ làm sao? Em nhớ em ảnh đổi mà đêm nào anh ngủ á. Sao? Đêm nào cũng giật mình dậy hết trơn á. Vậy hả? Ừ. Ủa, xúc động quá. Rồi sao anh giật mình dậy anh làm gì? Đói bụng. Anh giật mình dậy xong rồi anh đi xuống toilet. Hả? Anh đói bụng mà anh vô toilet làm gì? Anh lộn. Anh xuống bếp. Anh vô bếp. Anh xuống bếp lấy đồ ăn. À, làm bụng quá. Anh đói bụng anh lấy đồ ăn. Đó lấy đồ ăn xong cái anh bị giật bụng. Vô toilet nữa. Đó. Toilet nữa hả? Rồi toilet làm gì? Thôi cái này khó lắm, đừng hỏi. Nè, sau cái anh lấy xong anh vô bếp tiếp. Vô bếp ăn nữa hả? Không, là uống nước, anh uống nước. Thôi giận. Lâu ngày gặp lại khó khăn mới gặp anh như kể ăn uống với lại đi toilet gì không à. Anh giỡn em á. Nè, nhớ à. Lắm. Anh nhớ em mà giống như là con đò mà nhớ khách săn sông vậy đó. Chạy đi! Chạy đi! Cái gì vậy? Chạy đi! Chạy đi! Mày tách ra! Tách ra! Mày đứng bên đây đi! Sao vậy đó? Cái gì vậy chú? Lẹ! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bà nội cha mày ăn gì mà nặng dữ vậy? Đâu? Ơi! Cái gì vậy? Nhảy xuống! Cái gì? Nhảy xuống lẹ! Cái gì vậy? Ba mày tới! Hồi nào? Mày về đi! Cho cũng nguy hiểm, nhìn qua! Hồi nào? Ba mày tới rồi! Hồi nào? Mày mới kêu bãi đò! Trời, ông nội ơi, ông rảnh ghê! Nó lại đưa đò hết sao nói chuyện với Út mà! Ba tụi cha mày hai chiếc xuồng không được hả? Mà thấy mẹ mà tôi nghe đò, tôi xách quần tôi chạy à! Xin lỗi chú! Rồi, con nói xuồng, con nói đò nha! Xin lỗi chú! Tao già rồi, tao mệt! Dạ! Chú làm con hết hồn luôn! Nó chạy con vòng mà thở như chó! Xin lỗi chú! Nè, nói đây nè! Cha già mày khó lắm, tranh thủ thời gian! Dạ, dạ biết không? Thấy biết nè, nói nè. Thôi, dặn hoài, cha già khó lắm giữ được thời gian phải không? Cha già mày khó kệ mẹ cha già mày chứ. Ý tao nói là cha ngoài uống cà phê. Uống cà phê không? Không. Ờ, đúng rồi, ở ngoài để bán trà đá không à? Cái gì? Già chạy 2 giờ đó. Không phải như tưởng tin.
Nè, anh nói với em nè, anh á yêu em lắm, anh xíu này anh về sẽ thuyết phục, thuyết phục cho bằng được ba anh lấy em. Ê, anh lấy em, kêu ba anh lấy em. Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ, đừng nói làm chi, đừng nói làm chi anh ơi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Ở đánh đây mấy má ơi, bà nội cha nó đậu đây mà thấy mẹ đứng nói xa nhau với xa gần. Lẹ lẹ đi hốt hàng xong về đi nhanh. Thời dạ. Bữa này gặp lại phải hốt ngay chứ nói gì dài. Dạ dạ dạ, con biết rồi chú Bảy ơi. Anh biết không, em đâu có muốn xa anh đâu, nhưng mà tại vì á ba anh chê gia đình em nghèo, cho nên là khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo qua mắt. Mày nãy lâu đây mày ơi. Hả? Mày nãy lâu đây. Dạ. Mày nghèo kệ mẹ mày chứ. Cái gì đó? Chạy đi! Chạy đi! Đó! Đó! Dạ! Mày chạy đi! Hả? Gì chú? Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Đang cuốn! Gì vậy? Chạy! Cái gì vậy? Chạy đi! Chạy đi! Trời ơi! Ông già người ta đâu? Ông già người ta đâu? Con nào điện thoại mà? Anh ở đâu? Điện thoại con mà! Thôi! Trời ơi! Điện thoại reo! Ba mẹ mày bấm sai linh rồi hả? Sai linh rồi. Để tao giờ sao ba cha già mày gọi hả? Nói giùm con đi. Nói mày đang ở đây hả? Nói mày đang ở đây phải không? Không. Ba em gọi hả? Không có đi. Rồi để tao. Trời nãy giờ mà thấy mẹ. Để tao mở loa lên nha. Alo. Dương hả mày? Mày đi đâu mà sáng giờ vậy? Trời đất ơi, công chuyện tao giao rồi mà sao mày không làm, mày đi đâu? Mày hẹn hỏi còn có phải không? Mày về liền cho tao nha, tao đập chết cha mày đó. Mày có nghe tao nói chuyện vậy? Tôi cảnh sát hình sự đây. À, xin lỗi anh, em lộn số. Hay quá. Mày về không? Về. Yeah. Mấy người mày có chiêu hết, hay có chiêu hết. Mấy người mày đơn giản đâu. Hay thiệt á, chú hay thiệt á. Hay quá. Điện thoại đẹp mày. Đẹp không chú? Cho tao được không? Không, cũng ngon mà. Ờ, quên. Thấy đồ mới hay xinh mày. Kỳ, cũng ngon mà. Trời ơi, nữa, con đó dường. Nghe thử ông nói gì. Alo. Hả? Dương hả mày? Trời đất ơi, mày đổi số nào mày em cho tao biết vậy? Là tao gọi cảnh sát đó. Đổi số tùm lum. Tao kêu mày về nha. Mày mà không về tao làm chết cha mày đó. Thằng bất dạy khốn nạn. Tôi cảnh sát hành sự đi. Xin lỗi anh, em lộn tập 2. Tắt máy rồi chú. Hả? Tắt máy rồi gì vậy ta? Ý, ông nói gì kìa? Thằng này nó đổi số mà sao nó không cho mình biết kìa. Mà sao có cảnh sát công an mà xài trùng số với nó vậy trời. Hay, phải cẩn thận mới được, bấm chậm chậm lên. Tắt máy. Rồi xong. Mẹ ơi. Cảm ơn chú. Hai đứa bay hẹn mà tao mệt quá. Nãy giờ có hốt gì được chưa? Hốt đây tâm sự. Đang tâm sự hả? Dạ. Vậy là giờ tao đi ra ngoài nữa hả? Chú ra ngoài đi. Đợi con chút thì con khi nào con xong thì con gọi chú. Nha. Bỏ mấy bài đò ơi rồi gì nha. Bỏ rồi. Chuồng ba lá rồi gì đi. Dạ. Chả có xà tháng. Bà chắc có chạy giống tôi rồi sao? Chú Bảy vui tính quá em. Anh Dương. Sao em? Ba anh gọi anh rồi đó. Anh đi về đi. Không. Anh không có về. Em năn nỉ anh mà anh đi về đi. Anh không có về đâu. Anh ở đây với em luôn. Thiệt không? Thiệt. Anh đi về giùm em đi bà. Anh à. Em xúc động phải không? Anh đi về. Anh biết. Đừng xúc động, Cả cuộc đời này anh hứa anh cho em hết. Em biết rồi. Nhưng mà ba của anh. Ba anh. Kệ ba anh. Ba anh bây giờ không nghĩ đi hay gì nữa chứ. Ông già rồi. Ông chết đây sống mai thôi. Tài sản của ổng á sẽ cho anh, anh sẽ cho em đó, hiểu không? Nè anh biết, em muốn đi cùng trời của đất với anh phải không?
lấy tiền xong mình đi cùng vợ của Đức hưởng thụ. Không, chịu không? Chịu. Em chịu rồi nha. Em chịu rồi. Em không có nói. Em mới nói nè. Em không có nói mà. Ai nói? Tao rồi mà thằng khốn nạn. Ba. Ủa, ba đâu vậy ba? Vô đây. Vô đây. Bỏ công việc thì hẹn hò. Hả? Hồi nãy mày mới nói cái gì? Mày mới nói cái gì? Đâu nói gì đâu ba. Mày đừng có chối nha mày. Đừng có lo. Anh sẽ lo cho em. Ba chứ không là cái địa gì hết. Mày có nói gì đúng không? Không. Anh có đâu nói. Anh có nói không? Trời. Mày thấy chưa? Con ghệ mày nó còn phản mày mà. Mày còn nói gì nữa? Nói cho tao nghe. Nói. Mày quên cái gì? Ba anh không còn có sức lực gì nữa. Xong mai chết mai, đừng có lo, tài sản của anh sẽ thuộc về anh. Mày có nói không? Không. Cái này anh cũng có nói. Trời ơi. Có phản mày tập 2 rồi thấy không? Sao kỹ. Em muốn biết thôi. Buông ra. Tao kêu buông ra cho mày sáp vô. Dạ. Buông ra. Dạ. Hồi nãy mày hát cái gì? Hồi nãy mày đứng mày hát cái gì? Mày hát là tao nghe coi. Đâu hát gì đâu. Hát. Đừng nói xa. Xa cái đầu mày. Tao ở đây mà đòi xa hả mày? Mày trù tao chết hả? Còn cô. Thôi đừng nói làm. Im đi. Dạ. Tôi tới đây để tôi nói. Không cho tôi nói là sao? Con xin lỗi bác. Dạ. Ở nhà không có karaoke hả? Anh ngoài ra ngoài đường là bắt hát lắm phải không? Tao nói mày sao? Cái chuyện tình không có kết quả đâu. Bỏ hết đi. Dẹp hết đi. Bỏ chuyện quá khứ. Làm lại từ đầu. Hiểu chưa? Nghe không? Dạ. Tha là bỏ đi hết. Ta làm lại từ đầu. Tha là bỏ đi hết. Ta chẳng đợi như nhau. Cho bên đi đến đâu. Mỗi bận tâm ngày sau. Vì một người như thế. Mày coi có đáng hay không? Hả? Đáng mà. Các con khỉ. Mày còn nói với tao nữa hả mày? Dạ. Sao? Mày dòm cái gì? Mày dòm cái gì? Mày muốn kêu thằng Bảy đò cho cái gì? Để đó tao. Gọi đò ơi, ai giúp tôi cho kịp sang đò. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chạy đi, ba mày tới rồi. Chạy đi. Chạy đi con. Tét một lần rồi thôi. Ủa anh Sáu. Ê cùng quá hả thằng Bảy. Mày làm cái trò gì vậy hả? Mày làm cái trò gì vậy? Chú ơi. Canh kỳ vậy. Trời chú hại chết cho con. Tao thấy nhỏ bấm bấm đi ngang bán đẹp quá, tao mua mấy cái cho con nào. Tao đang nói chuyện mãi mê, tao đã biết cái gọi đò ơi, tao phóng với liền. Nè, tại sao chú làm cái chuyện động trời vậy hả? Tao nói chị. Tại sao chú lại lén lút hẹn hò giùm cho tôi nó hả? Chú nên nhớ chú là người làm của tôi nghe chưa? Tôi trả lương cho chú đó. Nghiệt cái là con anh trả lương gấp đôi. Ừ. Nói vậy đó hả? Nói chuyện mà nó dướng dướng cái gì ta? Thao đi. Tôi nói anh nghe nè. Chà. Chè không đúng chỗ ha. Lấy ra coi. Thường có hai trái bên đây nhiều trái quá. Sao nó nùi ở đây vậy bấy? Thủ coi giờ thì chú thủ coi. Lấy phụ. Bức, bức kiệt liệt, bức bức kịch liệt chứ. Bức luôn hả chú? Bức mạnh tha thiết chứ. Coi chừng đứt cái con đĩa quần. Không ra gì trời. Bức một phát một thôi. Bức căng thẳng vô. Ừ rồi rồi. Bức lẹ đi bay. Mệt quá. Thôi kệ đi, để cho nó sinh động. Tôi nói anh nghe này. Cái gì? Nói thiệt với anh á. Hai đứa nó yêu nhau thì tại sao mình phải chia lìa đôi lứa? Hiểu không? Hai nó hạnh phúc với nhau mình phải mừng. Hai nó đến với nhau là mình phải tác hợp. Hãy cho tụi nó yêu nhau, hãy cho tụi nó đến với nhau. Đến với nhau hỡi người. Yeah, yeah, yeah. Ta chạy đám bên nhau. Yeah, yeah, yeah. Tụi mai người đi xa, còn lại gì trong ta. Đánh cái cha bà đưa mày. Hú ra, hú ra, hú ra. Thôi đi. Hả? Lạnh quá. Thôi tụi mày, bước vào đây. Cô Út. Dạ. Tôi không muốn nói nhiều nữa. Đây là lần chót tôi nói với cô. Dạ. Cô làm ơn buông tha con trai tôi giùm. Tôi nói cho cô nghe.
cô với nó không có môn đăng hộ đối. Nhà tôi quá giàu, nhà cô quá nghèo. Thôi, bây giờ vậy, tôi sẽ cho cô một số tiền. Cô đi xa, với một điều kiện, cô phải rời xa thằng con trai tôi, được không? Dạ thưa bác, con biết nhà bác giàu lắm, tiền bác nhiều lắm, nhưng mà tiền của bác á, không có mua được tất cả đâu bác à. Nói cái gì? Dạ, con xin lỗi đã làm phiền gia đình của bác trong thời gian qua. Con xin phép bác con về. Không, em đi đâu hết rồi? Ở đây, em bảo vệ, có anh ở đây đừng sợ. Dạ, mày làm cái trò gì vậy? Tránh ra cho con đi. Tất không. Cả đứng im. Cái gì nổ vậy? Hai trái bể, nhưng vẫn còn lại rất nhiều trái khác. Xe cua. Hai đứa đứng im đó. Can you move tới đó? Hai đứa xác qua đây. Có tao ở đây rồi, đừng sợ gì cả. Cái gì? Tôi nói cho anh nghe, đáng lẽ tôi không nói, nhưng ngay bây giờ at the moment tôi sẽ nói tất cả cho hai tụi nó biết. Nè, xin anh đừng trách móc gì nhau. Chú mà dám nói chú sẽ mất tất cả đó. Xin lỗi, đây không có gì cả nên chẳng sợ mất tất cả. Chú Bảy, cuộc đời tôi là một số không rồi. Chú Bảy, nó không âm là tôi mừng rồi. Chú nói đi chú Bảy. Nói cho sợ gì nữa mày. 3 tháng lương tao ông chưa trả, tao sợ con mẹ gì. Ngày xưa anh cũng gì nghe lời ông già của anh, mà anh bỏ một người phụ nữ, người ta đau khổ bỏ đi biệt xứ, người ta bao nhiêu năm trời rơi nước mắt, héo mòn vì anh, đúng không? Người đó chính là mẹ của Út. Trời. Hả? Là chị Tám. Trời. Vậy cái người mà làm cho má con đau khổ trong thời gian qua là bác hả bác? Ba. Thì con ba. Thì con ba. Im đi. Mày cũng thông cảm cho một tí chứ. Làm trai mà 12 miếng nước biết bến nào trong. 12 miếng nước mày. Đàn ông mới làm như đàn bà 12 miếng nước. Tào lao gì đâu. Cái lúc đó thôi. Lúc đó vậy. Ông mê gia tài của ông già ông để lại, hiểu chưa? Rồi ông mới đạp vô vết xe đổ. Bây giờ ông biểu thằng con trai ông đi vô vết xe đổ của ông nữa hả? Để nó đánh mất một người phụ nữ cuộc đời nữa hả? Đừng có nghe ông nói. Con hiểu không? Lúc đó bà quá nghèo. Mà con biết mà. Trong tay không tiền đời mấy ai. Thôi nén ra ơi. Ông nào cũng tiền, tiền, tiền. Đồng tiền không mua được hạnh phúc. Hiểu chưa? Hạnh phúc là yêu nhau đến với nhau. Bước qua đây, để tao giải quyết tiếp. Đừng có sợ, có tao đây là bầu trời che chở rồi. Tôi làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, anh chê chị Tám ngày xưa là không môn đăng hộ đối đúng không? Bây giờ chị Tám không còn lái đò như ngày xưa nữa đâu. Chứ bà làm cái gì? Đã chuyển sang lái cano giờ. Cái gì? Ghê hơn. Chuyển sang lái cano à? Đúng vậy. Hèn gì mấy thằng này ghê tôi bán ê quá. Anh là cháu ghê cái gì, anh là cháu ghẻ. Quá khứ tôi biết mà, anh giấu cái gì. Đừng có sợ sợ chi nữa đâu. Mọi chuyện nó bại lộ hết giờ. Nghe chưa? Cái gì? Cho nên ngày hôm nay nè, hai đứa này nó yêu nhau là tại sao? Ngày xưa anh bỏ người ta, rồi bây giờ con trai anh thà bỏ anh để lấy con gái người ta. Cái đó khoa học người ta gọi là nghiệp chướng. Hiểu chưa? Trời ơi, thì thấy chưa, nghiệp chướng. Ba, ba thấy chưa, nghiệp chướng. Trời ơi, thấy chưa, chướng. Cái nói gì vậy? Má ơi, má thấy chưa? Con chưa có thấy. Trời đất ơi, mày thấy con này nó khùng sao mày lấy được như vậy? Thôi, có nói chuyện tào lao không có liên quan gì với tao hết. Không, con thương. Mày bỏ nó đi. À, em, anh bây giờ không có vé nào mà nói chuyện ở đây vậy, nghe chưa? Anh là kèo dưới rồi. Nè, làm cái gì? Tôi lấy quyền hạn gì nếu tôi kèo dưới ha? Đúng, tôi không có quyền hạn gì hết. Nhưng từ bây giờ tôi sẽ làm một chuyện có quyền hạn. Con. Dạ. Thái Dương. Dạ con. Tên tiếng Việt là Thương Ứ. Cái gì? Nói thật hay thật lẽ. Tôi đây. Ông là tối ngày. Em đây. Kể từ giờ phút này, ta xin hỏi hai con một câu. Hãy trả lời thật tâm trong các con. Con có thương nó không? Dạ có. Con có thương nó không? Dạ có. Hộp đi. Cái gì vậy? Nhìn đi. Có lấy quyền hạn gì hả? Quyền hạn cái gì? Con, ta xin nhận con làm con nuôi, con có chịu không? Dạ chịu. Ta đổi con thành Thái Sơn.
Dạ. Chứ thả giường nó kỳ lắm. Thấy chưa? Ta chấp nhận cho hai con lấy nhau, dắt hai đứa về ra mắt má của cô Út. Chịu không? Dạ, dạ chịu. Lên xe đi em. Lên chứ. Xe đi con. Lên xe, lên xe. Lấy chiếc bọt chờ đem đây. Lên xe em ơi. Lên xe. Hai đứa ngồi lên xe chưa? Rồi. Rồi tao sao đây? Ủa tía. Tía nuôi mày sao đây? Tía, xe hết điện hả? Tía, hết điện rồi hết giờ sao? Tía đẩy giùm con đi. Đẩy giùm tụi con đi tía. Mày ác dễ sợ. Đẩy tía. Rồi ba ruột mày sao? Ba con nghĩa địa vậy chứ á. Ba mày cũng là nghĩa địa vậy chứ. Ba mày chỉ có Bình Hưng Hòa thôi. Thích không? Cho mấy hồn tao bấm nè. Trời ơi. Thôi ra chào con, ra chào, đừng chạy nữa. Ai biết đưa tôi tuyệt sáng đỏ bên kia sông này, người ta đang tưng bừng đón gió. Kính thưa quý vị, xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị trong chương trình Live Show Một Thoáng Quê Hương lần thứ tư của nam ca sĩ Dương Công Thái. Xin chúc cho quý vị các bạn sẽ có một đêm ngon giấc và mãi nhớ về chương trình Live Show 4 Một Thoáng Quê Hương của Dương Công Thái. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả hai nhà tài trợ Leo Thái, Ken Tech. Xin cảm ơn tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ thân hữu, bạn bè cũng như gia đình, và đặc biệt quý khán giả thân thương nhất của nam ca sĩ Dương Ngọc Thái. Xin chào tạm biệt. Thay cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dương Ngọc Thái xin cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị đã đến giờ này để con ngồi đây để tham dự chương trình. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô Tám. Con đò như con đò dường như chẳng nghe, cố gọi tôi về như tôi nào đâu có còn nghe, mà tôi những tâm xem như là không có chuyện.